chiếc laptop Acer ZenBook 14 OLED UX3405MA. Một dòng laptop nhìn thì quen thuộc nhưng lại sở hữu dòng chip Intel Core Ultra 5 125H, tích hợp AI hoàn toàn mới lạ và đặc biệt. Vậy thì chiếc laptop này sẽ mang đến những điều gì thú vị? Hãy cùng mình trải nghiệm em nó ngay trong video này nhé! Nhìn qua về thiết kế bên ngoài sẽ là một màu xanh Border Blue sang trọng cuốn hút, độ mỏng chỉ có 14,9mm và nhẹ chỉ 1,2kg. Bên trong là màn hình Lumina OLED với độ phân giải tận 3K, nên các bạn cũng có thể thấy là hình ảnh của em nó chất lượng sống động như thế nào rồi đúng không? Độ sáng 600 nits, độ phủ màu 100% DCI-P3, tần số quét 120Hz đem lại một hình ảnh rực rỡ mượt mà hơn, kết hợp với hai loa Harman Kardon đem lại một hiệu ứng giải trí tốt nhất. Đây là một trong những laptop đầu tiên trên thế giới được trang bị chip Intel Core Ultra hoạt động với 14x18 luồng, thiết kế chuyên dụng cho việc thực hiện các tác vụ AI. Kết hợp cùng card đồ họa Intel Air Graphics mang đến hiệu suất xử lý hình ảnh siêu mượt mà sắc nét, đáp ứng tốt khi bạn làm việc trên Photoshop hoặc là giải trí với những tựa game nổi bật hiện nay. RAM 16GB chuẩn LPDDR5 tích hợp cho nên bạn sẽ không thể nâng cấp. Tuy nhiên, ổ cứng SSD 512GB có thể nâng cấp lên 1TB cho bạn một không gian lưu trữ vô cùng thoải mái. Bàn phím có độ nảy tốt và hành trình phím vừa phải nên là vẫn có cảm giác gõ thoải mái. Trang bị thêm đèn nến giúp các bạn khi làm việc ở các điều kiện ánh sáng yếu như là phòng họp hay khi trời tối vẫn rất là dễ dàng. Bảo mật đăng nhập bằng khuôn mặt thuận tiện với tấm che webcam vật lý, pin 4 cell dung lượng 75Wh cho thời gian sử dụng lên tới 15 giờ liên tục, tích hợp Wi-Fi 6E cho khả năng kết nối làm việc nhanh chóng. Máy có đầy đủ cổng kết nối như là một cổng HDMI, một cổng USB Type-A, hai cổng USB Type-C, có cả cổng âm thanh 3.5, các bạn hoàn toàn không cần mang theo các hấp chuyển đổi rời khi sử dụng. Một chiếc laptop như Acer ZenBook 14 OLED UX3405MA sở hữu nhiều điểm mạnh từ cấu hình, màn hình, thiết kế, đặc biệt còn được trang bị dòng chip Intel Core Ultra 5 125H AI mạnh mẽ. Nên là mình nghĩ em laptop này xứng đáng để các bạn mua và trải nghiệm. Các bạn còn câu hỏi nào về sản phẩm này, hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Và đừng quên follow kênh của Hacom, tham khảo giá cùng những ưu đãi và quà tặng hấp dẫn trên website của Hacom nhé.